Xin mời các bác và anh em thành viên đàn test một bò hát và nghe nhạc mới tinh đẳng cấp có tổng giá là 37 triệu nhá. Trong hình này thành viên sử dụng Motorola Motivity Bass 40 nhá. BHL hoặc là một MTV là một. Một đẩy Motivity 850, một vang Vinay 6. Và bác cùng nghe bản ok nhá. Em vô gì em chẳng hiểu cho anh trong những đêm sâu. Giờ chân em đâu phải đêm bắt mắt quên, nhưng tại vì anh buồn. Vì hai đứa ta hai cuộc đời như một, chung một điều sâu vào lúc tuổi 20. Trong lúc vòng tay anh chưa chọn đời ai, nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đời vui. Thương nhau rồi em đừng sợ khi xa em mất đi. Chấn thương cho thành viên một like nhá, để rất là nhiều quá hay rồi mà. Hát hay nhẹ nhàng hay. Vì sao khi em chắc một mình em nhìn, em thường bảo rằng tình cánh dù trông gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng làm thân gái sợ thương đau. Con xin ơn trên cho con lấy đường người còn yêu suốt đời, cho người yêu con thương con thật nhiều như đầu yêu bên sau. Vì đôi ta lỡ làng trên vùng an nắng, xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em. Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau. Phần số anh thường đến như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao khi em chắc một mình em nhìn, em thường bảo rằng tình cánh dù trông gai anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Quá là cấp luôn nhá. Với chất âm của Motivity, em vẫn đánh giá là một trong những hoàng nhạc Việt luôn nhá. Có thể nói là rất ít dòng loa tại trường Việt Nam mà xua cái tính tròn chính đều đặn nó bắt gắn lên phone vào. Nhưng bắt rất là sâu luôn, đẹp lầy, lời rõ, dễ vào mic luôn. Đấy, rất dễ vào mic nhá. Đặc biệt là combo đồng bộ rất đẩy vào nó để đo ra cho âm hết sạch luôn, tròn chính, trong veo và hay quá nhá. Một chiếc vang số X6. Con xin ơn trên cho con lấy được người còn yêu suốt đời, cho người yêu con thương con thật nhiều như đầu yêu bên con. Đôi ta lỡ làng trên vùng an nắng, xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em. Anh cam chịu chấp nhận sự
yêu em trong trái ngang cô đơn. Phần số anh thương thế như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thì em chắc một mình em nhìn, em thường bảo rằng tình cánh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Quá hay luôn, không hay. Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Một bản test và nhạc quá nhá, quá hay luôn, không phải ngoài không. Nói bác nghe là bản Brazo nhá, cực hay luôn. Ngày tháng qua dần, tôi đi chiến chiến từ khi quê hương Rồng Cổ đốt mòn phong sương từ mùa đông sang hạ. Trên cao nguyên mưa loạn hải hằng, trên trường là huyền ca chiến chiến vọng gắng đêm trường bâng quâng. Tôi nhớ chiều chia tay em gái nhỏ, đêm thời gian trôi từ ngày ra đơn vị. Tôi buồn ba khắp miền chiến thuật chưa một lần về thăm phố phường. Chịu được bằng, nó hay bằng nghe tép quánh rất duyên và lại và chôm nó rất là hay nhá, chôm nó ngang lách xô luôn. Thì đây là loa Modivity BL 15 mà nhá, cái cặp này là 15 triệu, một con đẩy combo nó là 850, giá 8 triệu, còn vàng là 5 triệu thôi. Và cái mic với nhá, cái mic này NMR 800 này, ghép một gì cực hợp nhá, cực hợp luôn đấy, nó hay, nó phát huy tối đa luôn, không có cái gì để nói. NMR 800 cực kỳ hay nhá. Em vào đây nghe, nó quá dễ vào mic và nó quá ngọt luôn. Hát nó cực kỳ cảm xúc. Mic này Ellen Bro, đầu vàng, tay vàng này, sang trọng, đẳng cấp, song sách khỏe. Đấy, vánh cặp bài trùng này, một này, hai này, ba, ba. Hợp cực kỳ luôn, hoặc vàng khác. Mấy cái thì tổng bộ này có giá là 37 triệu nhá. Mới test hết, nhập khẩu xinh ngang trên ngành, bảo hành sâu nhá. Đồ bền cao, hình thức đẹp, phát hình ngay. Nghĩa là cả nhạc sàn, nhạc dí mic, dùng ba, nhạc tư tình, nhạc không lời nhé, cực kỳ hay luôn. Mọi tin mua sắm lắp đặt bác liên hệ em số này 0936 5830, mới đẹp thôi nhé, 100% luôn. Mọi tin mua sắm bác liên hệ em. Và trước khi dừng clip xin chúc các bác có buổi sáng vui vẻ.